Hello, xin chào mọi người. Thì hãy cùng Mạnh cập nhật tiến độ của đường Hương Lộ 2 đi qua dự án Izumi City tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Thì phía trước mặt của mọi người á, thì đây chính là khu vực Long Hưng, cũng như là xa xa xíu nữa thì tới khu thị Izumi. Và xa xa hơn nữa thì mọi người có thể thấy là những cái căn nhà phố biệt thự shop house phía xa xa nữa thì lại có đó chính là khu Aqua City của chủ đầu tư là Novaland. Và phía bên kia sông thì chính là khu vực Vinhome Grand Park của chủ đầu tư là Vinhome nha mọi người. Thì mọi người có thể nhìn thấy đó, đây chính là khu vực Long Hưng City và cũng như là khu vực Biên Hòa Đồng Nai, khu vực xã Long Hưng này, khu đại đô thị sau này sẽ được hình thành, và cái tuyến đường chính cho cái khu đại đô thị này, cái tuyến đường ven sông Đồng Nai chính là cái đường Hương Lộ 2 phía trước mặt phía dưới mọi người á. Thì hiện tại thì theo Mạnh thấy thì tuyến đường Hương Lộ 2 này mới hoàn thiện được một ngay cái tại khu vực này nha, ngay tại khu vực là Long Hưng City á, thì mới hoàn thành được có một nửa thôi, một nửa của lộ giới của đường Hương Lộ 2 thôi nha mọi người. Phía gần khu thị Izumi City á, thì đã quy hoạch đủ là 60m tuyến đường lớn rồi, nhưng mà toàn ngay cái đoạn phía Long Hưng City thì hiện tại là vẫn đang mới hoàn thiện được một làn đường thôi nha mọi người. Và bây giờ hãy cùng Mạnh cập nhật là cái tiến độ thi công của đường Hương Lộ 2 đang đến đâu rồi, và xem thử là đã kết nối được đến được là quốc lộ 51 hay chưa, kết nối được quốc lộ 51 hay chưa nha. Đây thì mọi người thấy nè, Hương Lộ 2 theo cái tuyến đường này mọi người có thể hình dung được, đó chính là hiện tại cái tuyến đường để kết nối từ quốc lộ 51 đi vô trong Hương Lộ 2 thì mình phải đi qua cái đường Ngô Quyền. Thì ngay tại cái khu vực này, ngay tại cái cầu nhỏ này chính là cái đường ngã rẽ để mình vô cái đường Ngô Quyền nha mọi người, khu dân sinh. Còn cái mọi người có thể thấy á, cái cầu Hương Lộ 2 kết nối qua bên phía bên quốc lộ 51 á, đây mọi người, ngay tại khu vực phía dưới màn hình này sẽ có một cái cầu để kết nối vô đường Hương Lộ 2 và mình sẽ kết nối qua bên quốc lộ 51 nha. Đây cái tuyến đường Hương Lộ 2 chính là sẽ là tuyến đường này nha mọi người, sẽ sau này sẽ kết nối vô quốc lộ 51. Thì đây là cái trục đường chính để kết nối khu xã Long Hưng này với lại quốc lộ 51. Phải nói là một trong những cái tuyến đường rất là lớn, và từ cái tuyến đường này sau này sẽ kết nối đi qua cầu Phạm Thế Sức để kết nối qua cao tốc Long Thành Dầu Dây nha mọi người. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nha, một trong những tuyến đường rất là lớn đó chính là đường Hương Lộ 2, nằm sẽ là đi dọc theo tuyến sông Đồng Nai và đi ngang qua những đại đô thị phải nói là cực kỳ lớn. Đầu tiên đó chính là không thể nói đến, không thể nhắc đến, đó chính là Long Hưng City, tiếp theo đó là Izumi City và Aqua City của chủ đầu tư Novaland nha mọi người. Đây một trong những các chủ đầu tư lớn và những quỹ đất cho khu đại đô thị và những khu đô thị tại khu vực này lên đến là hơn 1.000 hecta, hơn 1.000 hecta. Khu đô thị Izumi City thì đâu đó loanh quanh là chỉ 170 hecta thôi. Và mọi người có thể thấy đó, cái tuyến đường này mọi người, đó phía trước mặt của mình, nó phía xa xa đó chính là cái bệnh viện quốc tế và nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 51, và cái tuyến đường Hương Lộ 2 này sắp sửa thông ra được quốc lộ 51 rồi nha mọi người ơi, sắp sửa thông ra tới quốc lộ 51 nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy phía dưới sắp thông tới quốc lộ 51, và sau này lúc mà kết nối vào chém khu thị Izumi City phải nói là cực kỳ dễ dàng luôn nha mọi người, cực kỳ dễ dàng. Mình không cần phải đi vô cái tuyến đường Ngô Quyền nữa. Thì hiện tại để mà kết nối qua cái tuyến đường vô trong dự án Izumi City á, mình phải đi qua cái tuyến đường Ngô Quyền, thì cái đường đó tuyến đường dân sinh nên thành ra là nó cũng không có quá lớn, không có quá lớn, và những xe ô tô mình đi vô đó thì cũng sẽ không được thông thoáng cho lắm nha mọi người, tại vì người dân ta kinh doanh nhiều, kèm với lại là số lượng xe máy ra vô cũng khá đông, đường thì chật hẹp nên thành ra là di chuyển cũng không được thuận tiện cho lắm. Nhưng mà với đường Hương Lộ 2 này, lúc mà thông xe thì sẽ giúp kết nối cho các khu đại đô thị nằm ven sông Đồng Nai này tốt hơn nha mọi người. Đây thì cái cầu Vàm Cái Sức đó mọi người, cầu Vàm Cái Sức thì cũng đã được thi công hoàn thiện xong rồi, nhưng mà vẫn đang vướng một chút, đó chính là phía bên từ phòng cái đầu cầu Vàm Cái Sức kết nối lên tới cao tốc Bến Lức Long Thành, tới cao tốc Long Thành Dầu Dây á, thì hiện tại là vẫn đang chưa thể thi công mọi người. Thì Đồng Nai đang có
phương án để khắc phục cái này chính là Đồng Nai sẽ lấy lại cái tuyến đường từ phòng cảnh sát kết nối lên đến cao tốc Long Thành Dầu Dây là để là thành đầu tư công nha mọi người, sẽ không còn phải đầu tư tư nhân nữa, nên thành ra là dự kiến tỉnh Đồng Nai sẽ bổ sung ngân sách để mà xây dựng cái tuyến đường này để kết nối giúp cho khu đô thị các khu đô thị lớn như là Long Hưng City, Izumi City cũng như là Awa City có một cái tuyến đường kết nối đến với lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thuận tiện hơn, cũng như là mang lại cái bộ mặt mới cho thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai nha mọi người ơi. Đây phải nói là một trong những cái tuyến đường đẹp nhất của thành phố Biên Hòa trong thời gian sắp tới nha mọi người. Một bên là sông Đồng Nai, một bên là các khu đại đô thị lớn gồm những cái tiện ích cũng như là những khu mua sắm thương mại đẳng cấp của thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai nha mọi người ơi. Thì đây là cái video Mạnh chia sẻ về tiến độ thi công của đường Hương Lộ 2 tại xã Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai nha mọi người ơi. Đây là một trong những tuyến đường sẽ rất là đẹp trong thời gian sắp tới nha. Và ngoài ra thì mình cũng chia sẻ sơ cho mọi người luôn, đó chính là dự án Izumi City trong tháng 10 này sẽ có các đợt mở bán mới kèm với lại một những tiến độ thanh toán, chính sách bán hàng, vậy nó là cực kỳ tốt và Mạnh sẽ cập nhật trong một cái video sau nha. Và kèm với đó là những thông tin mới về dự án Izumi và kế hoạch bán hàng trong thời gian sắp tới để mọi người nắm được cái tình hình nha mọi người. Và đặc biệt thì sắp tới Nam Long sẽ mở bán một cái lốc chung cư ven sông Đồng Nai. Ven sông Đồng Nai nha mọi người, nằm ngay cạnh bờ sông, nằm ngay cạnh bến du thuyền luôn. Thì đây là một cái tin vui, phải nói là cực kỳ vui nha mọi người. Những căn chung cư mà ven sông phải nói là một trong những căn hộ chung cư cao cấp, nhưng mà những căn hộ chung cư mà đợt đầu tiên mở bán thì mọi người có thể hình dung nó sẽ là có mức giá sẽ rất là tốt, sẽ mức là tốt cho mọi người, nên là thời gian đầu những căn hộ chung cư đầu tiên được mở bán sẽ là những căn hộ có giá tốt để cho mọi người đầu tư nha. Thì nếu như mọi người quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với bạn để thêm chi tiết nha. Mạnh đến từ sàn giao dịch bất động sản Nam Long, trực thuộc chủ đầu tư nha mọi người ơi. Thì nếu như mọi người quan tâm đến dự án Izumi City thì hãy liên hệ ngay với Mạnh nha, và Mạnh sẽ quay thêm những clip và tiến độ dự án Izumi City nè, các clip tiến độ về cầu Phạm Văn Sức cũng như là các tiến độ của đường Nam Cao kết nối ra quốc lộ 51, cũng như là nhiều cái thông tin mới về dự án Izumi City để cho mọi người nắm thông tin nha. Rồi đến đây thì mình xin phép được cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.